Ui, lạnh quá. Ai thấy gì không? Trên mái nhà đấy. Chắc băng. Làm gì? Trời lắm. Ui. Là đầu nặng người tiết, không biết nặng cái gì. Anh biết nặng không? Lạnh quá. Đứa nào đây? Đứa nào đây? Cái túi thành công. Không được. Không biết thêm cái gì đấy. Có thấy đâu. Kết nối không thành công. Ôi nặng, nặng nốt người này ta làm. Được ta. Lên trên này ngồi làm ngủ sướng không? Lắm.
Làm gì? Em đang đi làm ghế. Ôi, này gió to như là bão. Bão tuyết. Thế bên bạn nghỉ tuyết. Dính hết giày. Mẹ tin là mấy ông ấy trèo lên thấy cái dấu tung té này. Bọn em đi lắp điện này, lắp điện giật chim này. Lạnh vãi. Em cứng tay rồi. Lương ngày 2 triệu chỉ ăn với hốt tuyết thôi nhỉ. Nếu làm được không ta? Ngày 8 tiếng 2 triệu. Có thấy bọn nó phát trực tiếp mà bọn nó mời kiểu gì ta? Đấy, đáp lưới đấy, thấy lưới chưa?